dùng này người ta làm ruộng không các bạn ơi? Ruộng mênh mông các bạn, lúa giờ nó đang xả xuống. Bên đây người ta trồng bắp nè các bạn. Đây ta trồng bắp nha các bạn. Bắp mùa này là ta trồng tưới nha các bạn ơi. Đây có con cái đập các bạn. Đây có chiếc ghe của ai các bạn ơi.
Đây những cái chiếc thúng người ta đi giăng lưới nha các bạn. Đây có hai cái thúng nữa nè. Thúng ghe người ta đi làm cá nha các bạn, giăng lưới rồi cắm câu rồi đó. Ở đây ngồi cắm câu câu cá sướng lắm các bạn. Ở đây có cây dưỡng nước rồi mọc rồi các bạn. Ở xa nó có bầy bò ăn các bạn. Đây là một con sâu ngọn sông nữa các bạn.